Hello cả nhà. Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quay lại với channel của Kim nha. Cảm ơn cả nhà đã quay lại với channel của chị Nguyễn Thị, chị Kim. Và hôm nay em sẽ giúp đỡ chị Kim khui hai cái sầu riêng này. Và em đã rửa hai cái tay của em 8.000 lần. Em đeo hai ba tay rất là sạch. Và cũng rửa bao tay luôn. Và bây giờ em chuẩn bị nha, em nghe mùi sầu riêng rồi. Bây giờ cả nhà coi coi thử. Cả nhà gán đợi em coi coi trái sầu riêng này ở trong đây nó có muối có ngon không nha. Chết chà. Giờ mình chuẩn bị nha. Bắt đầu nghe mùi. Không biết mùi gì. Nghe mùi, rồi em vô nha. Em bẻ nó ra nha. Vô luôn. Gồng lên. Đây chị kéo phụ cho. Thôi em chém nha. Họ nó không vô tay chị. Đồ gì nặng cứ để em. Bác cứ để đó em. À, đẩy đi đẩy nha. Coi nè, Kim chuẩn bị sẵn. Đó, bác cứ hộp. Để em. Rồi, chị dắt vô. Má là ấm vô. Dắt vô. Để đẩy quay đây nè, dắt vô nè. Này đây, để đây nè. Rồi. Để đây cho thấy nhỏ chị nè. Ơi. Wow. Bịch cho chúng vào. Bịch hai đứa. Rồi nha, đến nha. Một lòng dưới. Phải nghe thấy. Ngầu quá, ngầu quá. Trời ơi, lớn luôn. Vô lưng, vô lưng. Lớn luôn, luôn. Ham ba luôn. Tê tơ. Có chân rớt giữa đường. Kéo qua, kéo qua chị. Em này nhỏ mà có vỏ nha cả nhà nha. Vô luôn em ơi. Vô luôn. Nhìn đỏ mà. Không thấy đường. Nhỏ mà nó có vỏ cả nhà nha. Đó. Bịch. Vô một em nữa nè. Vô luôn. Em nữa nè cả nhà ơi. Ô nhiều muối quá nha ơi. Đó em mới nói là em này em nhỏ mà em có vỏ mà. Là đá ngon quá. Đúng em á, cả nhà thấy không? Nhỏ ừ. Mà có vỏ. Thế em dùng nội công không? Nè, các em dùng nội công rồi chị Kim. Chị Kim mà xóa cho em dùng nội công coi nha. Khoan, chưa, nội công chưa chuyển tới. Rồi, xong. Đúng rồi, em coi chút xíu à. Hai gian thùng mà có luôn á. Cải nó khùng nhưng mà vui. Khùng quẹo ở đây nè, quẹo ở đây cho cả nhà coi nè. Cả nhà coi nè, cả nhà. Đời là bạn nghề sầu thôi cả nhà. Thôi mình thử cái ác khui khui mình lẫn sát ăn ngon nha. Chuẩn bị thao cho. Ai làm gì làm tôi ăn. Chuẩn bị nha. Món sầu riêng là món khoái khẩu nhất của em nha cả nhà. Ồ chị thích sầu riêng hả? Nghe cho nên nhà. Trời ơi mình là chị của nó mà. Ai biết. Chị nghe này đáng nhà ai. Ai mà có vườn sầu riêng hay là ai có vựa sầu riêng á. Nhớ nha, nhớ cho em làm bạn nhé. Làm gì? Làm bạn. Bây giờ để ăn cá. Xin cái dao phải kéo gì đi. Chứ nội công thì cũng người ta cũng có giới hạn. Giới hạn chứ đâu phải là. Từ từ cả nhà nha. Để nó cắt nha. Ừ. Từ từ rồi khoai từ nó cũng nhờ sao em. Đừng ra khói. Đừng ra lối em có em không. Cái này là chùm mà tháo sầu riêng ra nha. Vui là trứng mà. Phụ không? Không chị. Để đi em. Bác cứ để đi em. Rồi cắt bên kia nữa. Ừ, từ từ bác cứ để đi em. Bác cứ từ từ. Chị em làm đi bác ăn nhé. Cho nó đựng như đây nè cả nhà. Bác cứ để đây em. Ủa sao ăn trái thì có mấy muối nè. Ừ thì trái đó cho bé tím mà. Nhưng mà vậy cũng nhiều muối rồi. Thôi đi chị lấy ra đi. Đó chị lấy đi. Được không? Nè cả nhà. Ủa nó này dính chặt kia hả? Chưa chín hả? Coi chừng lấy cái muỗng với mấy cái kèm đó nó xấu hết cái trái ăn vậy. Nó ngộ lắm luôn, nó dính trứng á. Kìa. Nó làm lạ. Kìa
nhìn nó lạ dữ vậy. Đợi chút nha. Đây coi cái chỗ khác coi nó có lạ giống vậy không. Nó dùng hết nồi công luôn chưa đi chưởng mà sao mở được. Định thì anh Cường cũng làm được á. Sáu người còn sáu người. Sáu người béo lên nó không đi nhanh 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 đi nhanh. Đừng ra rồi, đi phê sinh chút đi. Mà em giờ từ đây tới phê cũng xong. Có mình em với chị ăn thôi chứ ai ăn. Mấy đứa nhỏ đâu có ăn cái này đâu. Mấy giờ nó kêu để tên phụ cho ông cho. Nó có gì không? Bị sượng ha. Cái này bị sượng không? Kỳ ta. Chơi vậy chơi với ai? Chơi gì chơi với ai trời? Thì sượng gõ luôn á. Đó, vậy thôi. Hết nồi công rồi đó. Cô ơi không đánh đồ riêng nè. Nồi công đã hết rồi đó. Ngộ quá à. Giống như mất vậy, khi tránh cái gì à. Không biết. Không được. Ủng vọng của em chỉ có cua thôi à. Là sao chết bự gì mà nó bị gì là sao. Không biết, ngộ biết ngộ chết tôi liền nha. Đừng mấy vụ này sầu riêng đừng hỏi ngộ không có biết đâu. Rồi thôi khui mệt mà như không ăn được. Kìa. Kỳ quá giống như mít vậy. Rồi nè. Em không biết. Rồi em khui xong rồi đó. Em tám vào tay á. Rồi giờ ăn được hay không là chuyện của mấy người. Chuyện của tỷ. Được không? Không. Kìa. Giống như mít vậy đó nhờ. Còn thử ăn cái trái kia coi. Cái này rất là ngon, trái kia rất ngon. Chị ăn đi. Ồ, cái này kỳ lắm luôn á. Cái này giống như mất vậy. Cô có mùi ăn hết rồi. Ờ, ăn đi, ăn lẹ đi, review coi sao. Cả nhà ơi, bây giờ là hai trái. Nhưng mà cái trái nhỏ đó nó mới ngon. Còn cái trái lớn nó bị sượng rồi. Cho nên là giờ Kim ăn thử nha. Kim mời cả nhà ăn muối nè. Cái này là cái trái nhỏ nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là ngon. Thôi thì em làm cái không? Không. Không biết ăn hả? Em thôi chị ăn thôi. Biết ăn thôi. Kim xin mời cả nhà. Cho gì ăn? Ngon mát. Ngon tây người luôn. Bóc tay luôn nha cả nhà. Tay em cũng rửa 8 lần hả? 8.000 lần. Như vậy nó mới sạch 8 lần chưa có sạch. 8 lần. Nhà bắt chước đây đằng nè. Là biết không biết như thế nào chậm lét luôn cả nhà. Em nhớ là nhỏ mỗi lần ăn sầu riêng má hay luộc cái đó ăn á hả. Đã quá. Ăn đi nhìn miệng gì vậy. Đâu em nhìn chị ăn thôi. Em chỉ khui cho chị thôi. Ăn đi, ăn cho đã thôi. Đá thêm muối nữa nha cả nhà.
đá muối nha nha. Ngon chậm chậm luôn. Một đứa nhiệm vụ cô, đứa nhiệm vụ ăn cả nhà. Một thao ăn đi. Hên là trái đó sượng, chứ không là em khổ. Ăn cái nhiều nó mụn á. Có mình em hết ăn. Quyền cả nhà ban ngoại nội gì không mình em thấy ra. Cái này em sầu riêng em ăn cũng ok, nhưng mà em ăn nó mụn em không có thích. Cái gì mà nó đụng chạm đến sắc đẹp của em là em không có thích. Xong ăn nữa em đi. Chấm dứt không được kìa, muốn bể bụng mà. Thôi giờ là video tháo sầu riêng của hai đứa em tới đây là xin tạm kết thúc nha cả nhà. Em Kim xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đến đây xem video của em. Em cảm ơn cả nhà. Có review ba ăn hai muối chơi vậy thôi cả nhà. No quá rồi cả nhà, ăn hai muối thôi chứ ăn như vậy ăn cá hộp. Ngày mai mặt mụn ai a đòn. Rồi, đã đến lúc nó lên câu giá từ. Đừng tình yêu, hai lối đi. Và cả nhà, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Dạ. Và luôn ủng hộ và cùng đồng hành cùng anh chị em của em. Và em mến chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, luôn thành công và vạn sự như ý. À, cả nhà nhớ nha, nếu mà ai thích coi video của tụi em á thì coi, còn không thích coi thì mình đừng coi nha, chứ là đừng chửi với lại chọn cà chua nha. Ồ, cà chua được nha, cà chua lâu lâu thì ok. Nhưng mà đừng có chọn gạch, tại vì em chưa có nhu cầu xây nhà. Cà chua em có thể nấu canh dậy chua đi nha. Dậy đi em, đừng ngủ dậy vừa. Dậy ra đi mua đồ nấu canh chua. Khi nào nấu canh chua mới lấy cà chua. Khi nào em nấu canh chua em báo là trời nha. Chứ không có cà chua nó giữ không có lâu, nó hư lẹ lắm. Khi nào ví dụ như em nói cả nhà ơi, bữa ra em nấu cà chua đó, rồi bữa đó hãy vô chọi cả nhà nha. Nếu mà có ai á chọi á, bữa nào em hú một cái là mới vô chọi nha. Chứ không em xin nha. Chừng nào nó cần đồ nấu con chua đó, nấu chua cần cà chua, nó xin nha. Xin nha. Xin nha là vô chọi quéo lên nha. Chứ thường ngày em canh chua em không ăn mỗi ngày đâu nha. Cho nên là khi nào em hú là hãy chọi hết. Em cảm ơn cả nhà. Em cảm ơn cả nhà. Dạ. Cái này không phải em không phải nói cả nhà nha, em nãy em nói dẫn chơi, em nói thí dụ mà có ai muốn chọn cà chua, chứ em biết cả nhà thương em với là chị Kim lắm. Vậy em rất là trân trọng cái tình yêu thương đó. Hai chị em chỉ nói dẫn chơi, lỡ mà có ai muốn chọn cà chua mà không phải trong cả nhà của chúng mình á, của mình á, nhà của mình á, rồi thì em hú á, rồi hãy chọi. Tự vì sao cà chua mau hư lắm, cà chua không có bỏ tủ lạnh được lâu đâu, cho nên hú một cái là chọi liền, là em cắt cái nấu liền. Nghe các bạn hà nấu liền, các giặt mùng. Để chút nữa em khi nào em phải xin giặt mùng nhà chị Kim về, để khi nào mà ai mà chọi là em ra cắt giặt mùng vô nấu canh chua liền. Vậy thôi, tụi em cảm ơn cả nhà nha, tụi em xin chào. Dạ, bye bye cả nhà. Bye cả nhà. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà.